Sáng nay, Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã tiến hành lắp cầu phao trọng tải 60 tấn bắc qua sông Hồng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo giao thông, khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Lữ đoàn 249 đã huy động 201 cán bộ chiến sĩ, 87 phương tiện khí tài, đầu kéo, cano để lắp cầu phao. Vị trí lắp cầu phao cách cầu Phong Châu bị sập gần 400m về phía hạ lưu thuộc địa phận xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao và xã Hương Nội, huyện Tam Nông. Tại vị trí lắp cầu phao, lưu tốc dòng chảy 1,1 mét khối một giây, lòng sông rộng gần 188m, độ sâu trên 12m. Lữ đoàn 249 đã tiến hành lắp 26 đốt khơi và 2 đốt mố. Như quý vị và các bạn có thấy trên màn hình là bây giờ là 10 giờ 32 phút, hai bên cầu phao phía bên Tam Đông và phía bên Lâm Thao đã được hợp long. Và như vậy, từ ngày 30 tháng 9, người dân có thể đi lại thuận lợi qua chiếc cầu phao như thế này trong vòng gần 2 năm, cho đến khi nào cầu Phong Châu hoàn thành. Bắt đầu từ 6 giờ sáng mai ngày 30 tháng 9, lực lượng công binh sẽ đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông qua cầu từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không lớn hơn 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép các loại xe ô tô con, xe bán tải từ 2 đến 4 chỗ ngồi lưu thông một chiều khi đi qua cầu. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe dưới 30m, vận tốc tối đa 10 km/h. Từ ngày mai, bắt đầu từ 6 giờ là chúng tôi sẽ bắt đầu bảo đảm giao thông đến 22 giờ. Và từ 22 giờ trở đi đến 5 giờ sáng ngày hôm sau thì chúng tôi sẽ cắt cầu, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và để cho phương tiện đường thủy lưu thông trên cầu. Hiện nay thì với cầu chúng tôi vừa bắc xong, do vậy là để bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật và thử tải cũng như là chạy thử nghiệm trên cầu thì trong thời gian đầu thì chúng tôi chỉ cho phép các phương tiện xe con, xe bán tải đi một chiều và phương tiện thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe đạp được phép lưu thông hai chiều. Sau đó thì căn cứ vào tình hình kỹ thuật của cầu cũng như lưu tốc và chiều rộng lòng sông thì chúng tôi sẽ trao đổi thống nhất với chính quyền địa phương để dần tăng tải trọng cầu, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông qua cầu trong thời gian tới được nhiều hơn. Cầu phao sau khi lắp đặt thì hàng ngày ở phía hai bên đầu cầu sẽ có các lực lượng như công an, quân đội và các lực lượng khác để làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông 24/24. Và phương án cầu phao Phong Châu chỉ là phương án tạm thời trước khi cầu Phong Châu mới được xây dựng. Ngày mai 30 tháng 9, nhân dân có thể lưu thông qua cầu phao. Lữ đoàn 249 tiếp tục đánh giá các yếu tố kỹ thuật để có thể cho phép thêm một số phương tiện và tải trọng qua cầu khi đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.